Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Thế kỷ 22. Các bí ẩn thách thức nhân loại luôn là một chủ đề nóng hổi, nối mãi cũng không hết. Theo thời gian thì có các bí ẩn sẽ được bật mí, thế nhưng có những hiện tượng độc lạ mà cả những nhà khoa học cũng phải bó tay đầu hàng. Những câu chuyện về lạc sĩ Châm có thật, người phát độc hay là cô gái đến từ Ai Cập cổ đại sẽ được giải mã ngay trong ngày hôm nay. Hãy cùng với Xuân Hương điểm qua ghi và lưu nha. Những bí ẩn kỳ lạ thế giới vẫn chưa được giải đáp. Số 1. Lăng Người Lùng của Trung Quốc. Nằm về phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, làng Yangtze ngày nay có 80 dân cư sinh sống, trong đó có khoảng 46 người tí hon, người cao nhất khoảng 116cm, thấp nhất khoảng 63cm. Yangtze còn có tên gọi khác là làng Người Lùng. Giữa những năm 1920 đến năm 1970, một dịch bệnh hiểm nghèo đã hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của người dân làng Yangtze. Chủ yếu tác động lên lũ trẻ, làng chỉ có hơn 100 hộ gia đình, hơn một nửa trong số đó có con nhỏ, đột nhiên mắc bệnh trong khoảng 3 đến 8 tuổi. Lũ trẻ bị đau đầu gối, yếu chân tay và mất khả năng vận động. Cha mẹ chúng vô cùng lo lắng, đã đưa đến y sĩ nhưng không tìm được nguyên nhân. Vài năm sau, khi gặp phải những triệu chứng trên, vân trẻ không cao lên nữa. Người dân làng hoang mang bởi họ sống trong một vùng, uống cùng một giếng nước, lấy lương thực từ một mảnh đất. Và những đứa trẻ không phải kết quả của hôn nhân cận huyết. Nhiều nhà khoa học đã đến đây và tiến hành khám sức khỏe cho những người lùng, phân tích mẫu đất, nước và hạt giống nơi đây, nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Có người phỏng đoán triệu chứng này là nhiễm khí độc khi người Nhật đến chiếm đóng nơi này. Nhưng trên thực tế, quân đội Nhật chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất này. Năm 1997, một nghiên cứu cho thấy nồng độ thủy ngân cao trong đất, nhưng nó vẫn chưa được chứng minh có liên quan đến những triệu chứng lạ như dân làng Yangtze mắc phải. Chính phủ Trung Quốc không phủ nhận sự tồn tại của ngôi làng, nhưng cũng không cho phép khách nước ngoài đến thăm nơi này. Có ý kiến khác lại cho rằng đây là sự trừng phạt của tổ tiên họ, vì trước đây người quá cố không được mai táng chu đáo. Người làng cũng truyền miệng câu chuyện về một con rùa đen do người đàn ông họ Quan phát hiện ra. Sau khi thấy con vật tứ chi kỳ lạ này, dân làng đã giết vạn thịt, nên đời con cháu của họ phải trả giá. Trong suốt nhiều năm, một số người dân đã rời khỏi khu vực vì sợ mắc chứng bệnh lạ. Nhưng tình hình đang được cải thiện khi thế hệ trẻ đang dần cao lên. Số 2. Người phụ nữ đến từ thời Ai Cập cổ đại. Dorothy Eddy sinh ngày 16 tháng 1 năm 1904, sống tại London, Anh. Năm 3 tuổi, Dorothy ngã cầu thang và bị thương nặng. Bác sĩ cho rằng cô bé không thể sống sót. Tuy nhiên, Dorothy vẫn sống và khỏe mạnh, bắt đầu xuất hiện những ký ức về kiếp trước. Khi đó, bà là người yêu của Pharaoh Seti I thời Ai Cập cổ đại, cai trị năm 1290 đến năm 1279 trước Công Nguyên. Dorothy lớn lên trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc nên thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện lúc nhỏ. Một hôm, cha mẹ của Dorothy đưa bà đến bảo tàng Anh. Khi nhìn vào bức ảnh ngôi đền của Seti I, vị pharaoh thuộc vương triều thứ 19, Dorothy nói rằng đó là nhà của mình. Dorothy không hiểu lý do tại sao ngôi đền không có khu vườn và cây cối xung quanh, nhưng bà nhận ra các di tích và hiện vật khác trong phòng trưng bày Ai Cập. Dorothy hôn lên chân của những bức tượng và quyết định đi học chữ tượng hình Ai Cập. Một giáo viên của Dorothy khuyến khích bà nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại. Khi Dorothy 15 tuổi, bà mô tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với xác ướp pharaoh Seti trong một giấc mơ. Dorothy tuyên bố Pharaoh Seti I là bà nhớ lại cuộc sống tiền kiếp của mình. Năm 1931, Dorothy kết hôn với một người Ai Cập. Cuộc hôn nhân này giống như một tấm vé đến Ai Cập, nơi bà trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh. Dorothy sinh một con trai tên là Seti. Khi Dorothy đặt chân đến Ai Cập lần đầu tiên, bà hôn lên mặt đất và cảm thấy mình như được chào đón trở về ngôi nhà cũ. Trong giai đoạn này, Dorothy nhớ ra tên cổ xưa của mình là Bentresit, cũng như nhớ lại gia đình tiền kiếp. Bà cho biết Bentresit là con gái của một người lính làm việc cho Pharaoh Seti I và một người phụ nữ bán rau. Năm 12 tuổi, Bentresit tuyên bố mình là một vị trinh nữ hiến thần. Nhưng vài năm sau, cô gặp Pharaoh Seti I, họ yêu nhau và Bentresit có thai. Vì lời nguyền giữ gìn trinh tiết của tu sĩ, Bentresit tự sát để ngăn không cho Pharaoh Seti I bị liên lụy. Nhiều người hoài nghi về câu chuyện của Dorothy, nhưng các nhà Ai Cập học không thể phủ nhận đóng góp của bà.
Dorothy có kiến thức mà những chuyên gia làm việc tại Ai Cập lâu năm không có được. Dorothy qua đời năm 81 tuổi. Bà được chôn cất tại nghĩa trang Coptic ở Abydos. Số 3. Dấu tay không phai. Ngày 18 tháng 4 năm 1924 là một ngày làm việc bình thường tại Cục Cứu hỏa Chicago. Lúc này, lính cứu hỏa Francis Levy đang lau một ô cửa sổ. Cả buổi sáng anh đều buồn bã một cách bí ẩn, không trò chuyện, không mỉm cười thân thiện với đồng nghiệp như mọi ngày. Đột nhiên, Francis nói với mọi người về dự cảm mình sẽ chết trong ngày hôm đó. Các đồng nghiệp ngay lập tức cười phá lên và cho rằng Francis đang hoang tưởng do mệt mỏi quá mức. Nhưng họ đã lầm. Chuông điện thoại báo cháy bắt đầu reo thông báo về một đám lửa lớn đang bùng phá tại Curran Hall, một tòa nhà 4 tầng cách cục cứu hỏa vài dãy phố. Những người lính cứu hỏa ngay lập tức có mặt và chiến đấu với ngọn lửa từ hai phía của tòa nhà. Trên tầng, những nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt và rơi vào tình trạng thiếu oxy do ngạt khói. Lính cứu hỏa ngay lập tức dùng thang tiếp cận và giải cứu được một số người. Tuy nhiên, ngọn lửa bắt đầu lan rộng một cách bí ẩn xuống các tầng dưới, khiến cho cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Phần mái và các bức tường lần lượt sụp xuống. Mọi người lần lượt thiệt mạng do rơi từ trên cao, trong đó có Francis Levy. Sau vụ tai nạn, có rất nhiều người thiệt mạng. Những người còn sống cũng bị chấn thương nặng. Nguyên do của vụ cháy sau này được điều tra là do phóng hỏa. Một doanh nghiệp nhỏ ở tầng dưới tòa nhà đã phóng hỏa để che giấu các gian lận về tiền bảo hiểm. Vụ việc tưởng như đã khép lại, nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau, những người lính cứu hỏa đã tìm thấy một dấu tay trên ô cửa sổ mà Levy đã lau ngày hôm trước. Những đồng nghiệp của Levy đã tìm mọi cách từ thuê người lau cửa đến dùng chất tẩy rửa cực mạnh, nhưng dấu tay vẫn còn ở đó. Sau cùng, những người lính cứu hỏa quyết định sẽ giữ lại dấu tay như một kỷ niệm để tưởng nhớ Francis Levy. Số 4. Quý bà độc hại. Vào một đêm cuối tháng 2 năm 1994, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Riverside ở California, Mỹ tiếp nhận một bệnh nhân là nữ tên là Gloria Ramirez. Nhận thấy mức độ đe dọa tính mạng, các nhân viên y tế đã tiêm cho Gloria một số thuốc an thần và chống co giật để cơ thể ổn định. Nhưng mọi cố gắng dường như vô vọng khi nhịp tim không hề ổn định trở lại. Các bác sĩ buộc phải hội chuẩn quyết định dùng sóc điện nhằm kích thích nhịp tim. Tuy nhiên, khi sóc điện được bắt đầu, cũng là lúc cơ thể nạn nhân phát ra những hóa chất độc hại kèm theo là mùi rất khó chịu. Ngay lập tức, một số nhân viên y tế đứng gần ngất đi một cách khó hiểu. Người đầu tiên là một nữ y tá. Sau khi tỉnh lại, cô cho biết mình ngửi thấy mùi amoniac và phát hiện một số hạt màu trắng xám trôi trong các mẫu máu vừa thu thập được của bệnh nhân. Tiếp theo là một bác sĩ cũng cảm thấy buồn nôn trước khi bị ngất liệm. Người thứ ba là một nhân viên hồi sức. Tiếp đến là một y tá chịu trách nhiệm đẩy thi thể của nữ bệnh nhân vào phòng cách ly. Tổng thể có tới 23 trong số 37 nhân viên phòng cấp cứu xuất hiện các triệu chứng như là buồn nôn, nôn, chóng mặt, khó thở, bỏng da và ngất liệm. Mặc dù Doria Ramirez nằm trong phòng cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm, nhưng bệnh viện vẫn không từ bỏ việc điều trị. Tuy nhiên, vào lúc 20:50, Doria đã qua đời do suy thận và nhiều biến chứng nan y khác. Một tuần sau, người ta tiến hành khám nghiệm tử thi. Đây không phải là lần khám nghiệm tử thi thông thường, cho cơ thể của Doria sau khi chết vẫn liên tục giải phóng ra những khí lạ, buộc những người làm công tác khám nghiệm phải đeo mặt nạ phòng độc. Cảnh tượng không khác gì trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng kết quả kiểm tra lại không cho thấy điều gì khác thường. Wow, sau khi bật mí một chuỗi những bí mật, bạn cảm thấy bí mật nào là ấn tượng nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!